Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào má, con kính chào chư vị thiền hữu tri thức, A Di Đà Phật. Đây là chương trình lá thư gửi má. Kính thưa má, trong khi mình tu niệm Phật thì má để ý rất là nhiều người có nhiệt tình, nhiệt tâm và muốn khuyến khích người khác cũng tu theo pháp môn tịnh độ để một đời có thể được vãng sanh. Ý niệm và động cơ đó là rất đáng trân trọng. Nhưng khi nào thì mình nên khuyến khích người khác niệm Phật, và khi mình là người được người khác khuyến khích thì mình nên tiếp nhận cái lời khuyến khích đó ở trong hoàn cảnh như thế nào? Thì khi nào mình nên đi khuyến khích người khác tu pháp môn niệm Phật? Thứ nhất, đối với bản thân mình phải có được ít nhất là sự chuyển hóa ít nhiều trong nội tâm. Bằng cái pháp môn hành trì niệm Phật, mình cảm thấy mình ít tham, ít sân, ít si hơn. Mình cảm thấy mình có thể tập trung tâm được nhiều hơn, ít loạn động, ít dễ bị tác động bởi sự vui buồn của ngoại cảnh nhiều. Mình ít chạy theo danh lợi tình của thế gian. Mình cảm thấy lòng của mình có niềm hỷ lạc, có niềm vui sống và có sự tinh tấn hành trì mỗi ngày. Tức là thân mình ít muốn biết đủ, sống cuộc đời đơn giản nhẹ nhàng, thanh tịnh giới, ít nhất là 5 giới của người tại gia, được nữa thì 8 giới hay là 10 điều thiện. Sống rất là nhẹ nhàng, bình yên và tinh tấn niệm Phật không bỏ thời khóa mỗi ngày. Tâm của mình cảm thấy rất là thư thới, có cái niềm tịnh tính sâu dày với Tam Bảo. Tức là đó là những cái dấu hiệu để mình biết được hàng ngày mình có sự chuyển hóa nội tâm bằng pháp môn niệm Phật. Đó là điều kiện thứ nhất. Dù là mình chưa đạt được nhất tâm bất loạn, nhưng mà ít nhất là mình phải có được, thì mình mới đi khuyên người khác niệm Phật. Thứ hai, mình khuyên người khác niệm Phật á, thì mình phải coi thử cái người mà mình khuyên, cái đối tượng đó đó, họ có sẵn sàng tiếp nhận không. Và khi họ là người sẵn sàng tiếp nhận rồi, nhưng người thân thương của họ có sẵn sàng cho họ cơ hội để thực tập hay không? Lối xóm xung quanh của họ ở, bà con quyến thuộc của họ, và thậm chí cái nơi mà chính quyền, dưới sự quản lý của chính quyền ở đó, họ có cho phép mình tụ tập hành trì, mua cá, mua chim, phóng sanh, mở loa để mà niệm Phật to cho mọi người cùng nghe không? Khi làm bất kỳ một cái gì đó, mình phải hết sức là cẩn trọng, nhất là khuyên người khác tu hành, làm cái điều mà xưa nay ở cái chỗ con người của họ, người thân của họ, xung quanh họ chưa có làm, thì mình phải cẩn thận. Cho nên khi nào mình khuyên người khác niệm Phật, khi mình đã sẵn sàng có niềm vui sống và sự chuyển hóa, khi người lắng nghe mình đã sẵn sàng và những người xung quanh họ cũng đã sẵn sàng. Còn nếu như chưa sẵn sàng trong những cái điều kiện đó thì mình khuyên một ai, nó sẽ rơi vào hai trường hợp sau đây mà mình không nên làm. Trường hợp thứ nhất là mình chưa có tu tập chuyển hóa được bao nhiêu, hằng ngày mình không có tinh tấn, thời khóa không có, niệm Phật không có miên mật, rồi còn tham sân si nhiều, còn có thể ăn mặn, còn có thể làm việc ác, hay là tâm hận thù, ganh ghét, đố kỵ pháp môn này đúng, pháp môn kia sai, ông thầy này hay, ông thầy kia dở, chùa này được, chùa kia không được, còn rất là thị phi, còn rất là dễ phản ứng, chưa có vững chãi, mà mình muốn người khác theo mình thì rất là nguy hiểm. Lúc đó mình đi khuyên người khác niệm Phật là mình sẽ khuyên theo cái kiểu lấy Đức Phật ngụy trang bên ngoài mình thành một pháp môn tu, rằng mình đã hành trì, mình đã hiểu biết, nhưng thực tế thì nội tâm chưa chuyển hóa. Muốn người khác theo mình là đó là cái tôi bản ngã mình, cho nó tự cho nó là thánh thiện cao thượng, mà nó nhìn người khác là thế tục, thua kém, và nó muốn cái người kia làm một số việc mà nó đã làm để nó cảm thấy nó hơn họ, nó độ, nó hóa độ, nó đi chia sẻ và nó mong là nó cảm thấy nó tốt đẹp hơn người, tốt đẹp hơn đời. Đó là cái tôi khuyến người khác, đó là cái bản ngã, cái vô minh của mình đi khuyến khích người khác. Thì cái sự khuyến khích đó là không cần thiết. Bởi vì bản thân mình chưa nhất tâm bất loạn, chưa thiện căn phước đức sâu dày, chưa chuyển hóa được tham sân si, chưa giữ giới được thanh tịnh,
chưa có đủ điều kiện vui sống mà không cần quá nhiều vật chất và con người bên ngoài để mình hưởng thụ, thì cái sự khuyến khích bên ngoài kia là thực sự không đến từ cái sự chuyển hóa nội tâm thì không có giá trị bao nhiêu, mất thời gian. Nên tự thân mình hãy dành thời gian đó để mà hành trì. Cái thứ hai nữa là mình đi khuyến khích người khác cũng bằng cái tình thương, mặc dù chuyển hóa ít nhiều nhưng cái tình thương không chưa đủ mà thiếu trí tuệ, thì mình không thấy được cái hoàn cảnh của người đó, nội tâm họ đã sẵn sàng bỏ chưa, người thân thương vợ chồng con cái họ chấp nhận chưa, gia đình quyến thuộc xung quanh của họ có hoan hỷ họ ngồi xuống mà họ niệm Phật không, rồi cho phép họ sáng đi niệm Phật, chiều đi niệm Phật, tuần này đi chỗ này, tuần kia đi cộng tu chỗ kia, đi tới chùa này, đi phóng sanh chỗ nọ, không những mất thời gian, mất tiền bạc mà mất đi cái sự thương yêu chăm sóc hàng ngày của gia đình họ cần họ, mà bây giờ họ đi niệm Phật thì họ phải mất thời gian ít nhất một buổi một ngày, họ đi phóng sanh thì họ phải bỏ tiền ra một ít, rồi hàng ngày họ không ở nhà thì không có chăm sóc chồng con tốt. Khi mình kéo một người ra khỏi một số người thì mình nên biết rằng những cái người kia mà họ biết ấy, thì họ phải hoan hỷ, nếu mà lén lút là không có được, đó là phạm vào giới trộm cắp rồi. Trộm cắp thời gian hay năng lượng hay tình thương của người khác vẫn là trộm cắp như thường. Tức là mình phải coi thử cái người mà họ tiếp nhận cái sự chia sẻ và hướng dẫn tu hành của mình á, cái điều kiện xung quanh họ có đảm bảo không. Nếu không á, mình dạy điều hay điều tốt mà họ tiếp nhận mà họ mặc kệ gia đình của họ ấy, thì sở tu bất như sở tạo, phước họ tạo 1, 2, 3, nhưng có thể nghiệp họ tạo 5, 6, 7 luôn. Không những họ tạo nghiệp là khiến người tu, người thân của họ bất mãn với Phật Pháp. Trước đó không có Phật thì tôi với vợ tôi ăn cơm có ăn mâm mà. Bây giờ tự động vợ tôi biết ông Phật cho nên ăn một mâm chay, tôi phải ăn một mâm mặn. Tôi cảm thấy bị phân biệt đối xử, tôi cảm thấy trở nên phàm phu. Và vợ tôi sống cùng mà trở nên là người thánh thiện cao thượng, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cho nên mình đừng lấy ông Phật ra như là ông Phật tưởng tượng trong mình, mà chia chẻ cái tình cảm hạnh phúc gia đình. Mình đã dấn thân vào cuộc đời, đã yêu thương, đã có chồng, có con, đã có cái gia đình, thì mình tu là ngay ở cái chỗ mối quan hệ và trân trọng sự có mặt ngắn ngủi của nhau đó, và bắt đầu chuyển hóa tham sân si như là cái công đức, cái phước đức để hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Và hàng ngày thì niệm Phật miên mật để có được cái tập nghiệp thiện hàng ngày, để khi mà mình sắp lìa đời thì mình có thể bám vào cái câu A Di Đà Phật để mà mình nhất tâm mình đi theo. Chứ nếu mà mình bỏ người thương mình bỏ chồng, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ mình mà mình đi tu á, thì người đời họ sẽ dèm pha Phật giáo là một cái loại tu hành bi quan yếm thế, vô trách nhiệm, làm những cái chuyện không có đi đâu vào đâu, bỏ thời gian, bỏ tiền bạc, bỏ năng lượng ra đi chăm sóc một cái gì đó mà quên đi gia đình của mình. Họ dèm pha, họ nói thì mình vô tình là mình thương Phật, mình thương mình, mà mình lại cố tình hoặc cũng vô tình gì đó mình giúp người thương của mình, họ tạo tác nghiệp bởi vì họ phỉ báng Tam Bảo. Khi mình mở miệng mình khuyên ai đi niệm Phật nè, đi cộng tu nè, đi phóng sanh nè, đi chùa nè, là mình coi thử nha, cái người này họ tiếp nhận bao nhiêu. Rồi khi rủ họ đi á, có hỏi họ là chồng bà cho đi chưa, cha mẹ bà cho đi không, con ở nhà nó hoan hỷ không, rồi bà quét dọn nhà cửa chưa, bà giặt đồ cho ông chưa, bà nấu cơm để sẵn chưa, rồi bà trước khi bà đi bà nói cái lời nào có nhẹ nhàng không, xin phép rồi nó lịch sự, nó dễ thương không, rồi bà về bà chào hỏi không, rồi bà sống hàng ngày sau khi mà đi chùa về, đi cộng tu, đi phóng sanh về, cái ngôn ngữ bà nó làm sao, thái độ bà nó làm sao, cái con người mình sống với họ đó mình có cảm thấy mình nâng niu, mình trân quý, mình yêu thương nhiều hơn trước đó mình đi chùa không. Đó. Nếu mà mình không có quan tâm họ gì, họ sống sao với gia đình, người thân của họ, người thương của họ, mà mình chỉ biết là bà phải đi cái chùa này nè, đi cộng tu chỗ kia, niệm Phật như vậy nè, phóng sanh như vậy để mình vãng sanh. Vãng sanh ấy, thì phải có công đức mà đi, phải có passport, phải có visa lên đó ở. Lên đó là không có visa, lên đó là ở luôn. Nhưng mà phải có passport. Passport là công đức. Mà công đức mà mình chạy khỏi người thương của mình ở mình ngồi ở đây Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà ở nhà họ cứ nói cái bà này mới đi niệm Phật cái gì mà bỏ nhà bỏ cửa bỏ đi bla bla bla,
Một tiếng mình niệm Phật ở nhà, một tiếng chồng mình bất an. Sở tu bất như sở tạo. Mình tu, mình đang tạo. Mình vừa tu mình vừa tạo. Què vốn. Cho nên mình không biết vì sao mình tu hoài mà sao nó không chuyển hóa vậy trơn. Nó còn khổ nhiều mà con càng quậy mà chồng càng hư. Mình không hiểu được. Là bởi vì mình tu mà ở nhà mình lo lắng, không biết mình đi đâu và tại sao mình làm như vậy. Rồi bây giờ không lẽ họ bỏ mình rồi đi. Rồi mình còn đi rủ người khác nữa. Mình rủ 5-7 người vô tu với mình nữa. Rồi khiến cho người nhà của họ nhà cũng ngồi dòng, ngồi nóng đít ở nhà trông chờ. Tại sao giờ chưa về? Đi đâu? Làm cái gì? Tu kiểu gì? À, phải cẩn thận lắm. Đó. Như vậy thì tóm lại có 3 cái điều kiện mà mình thấy à. Một á, là mình khuyên người khác bằng cái tôi mê mờ, muốn họ theo cái tôi của mình làm một số việc mà mình làm được mà họ chưa làm, để mình tự cảm thấy là mình là Bồ Tát thánh thiện cao thượng giữa thế gian ô trược trần uế này. Điều đó không nên. Mình chưa có chuyển hóa ít nhiều, không nên đi chia sẻ với người khác. Nếu không tự thân mình cảm thấy họ phải mang ơn, bởi vì họ, mình dẫn họ vô đạo. Cực lắm. Thứ hai, mình khuyên họ bằng lòng từ bi không, mà không có trí tuệ không đủ. Không có trí tuệ sẽ không thấy được họ đã sẵn sàng chưa. Mà họ nghĩ là họ tỉnh thức rất là nhanh, họ buông hết một số việc, một số thứ mà họ nghĩ là à, do những cái việc này, thứ này mà đời họ đau khổ, chồng con họ bất an. Nhưng tới chừng họ buông hết rồi, họ cảm thấy chắc là buông hết là được công đức, tu hành được công đức, mà không được gì hết trơn. Là họ còn quay qua họ thất vọng nữa. Tại sao tôi làm rất nhiều thứ, tôi phóng sanh, tôi cúng dường, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi làm nhiệt tình lắm mà sao? Sao gia đình không thay đổi gì hết trơn vậy? Là họ quay qua họ phỉ báng nặng nề hơn nữa. Cực lắm. Cho nên phải có trí tuệ để thấy được họ đã sẵn sàng, và bằng sự giác ngộ chứ không phải bằng cái niềm tin mù quáng. Thứ hai nữa, họ không chưa đủ, phải coi thứ gia đình xung quanh, người thân thương của họ có hoàn toàn, ít nhất không hoàn toàn nữa thì có hoan hỷ và chấp nhận. Và họ có phải là người đang lén lút gia đình của họ lấy tiền lấy thời gian ra mà không báo cáo người thân thương mà đi không? Mình phải hiểu luôn để mình khuyên. Đó. Rất thương thì thương cho tận đáy lòng, thương thì nơi đến chốn. Thì đó gọi là thương bằng trí tuệ. Còn à, bữa nay mà bà đi với tôi nha, bởi vì tôi đi xa cái chùa đó cần người tới, cái cộng hưởng à, cộng tu cái chỗ đó cần nhiều người. Chỉ cần mình biết là cái mục đích của mình thôi, mà mình không biết cái người kia họ đang ở với bao nhiêu người, và khi họ đi như vậy thì cái người thân thương của họ khó chịu dễ chịu thế nào, thì mình cũng hơi ích kỷ đó. Mặc dù mình tu có vẻ giống như à, làm việc này tốt mà rủ người ta đi tu là tốt, không hẳn đâu nha, nguy hiểm lắm. Cho nên một cách duy nhất để mà có thể khuyên người khác niệm Phật thôi, đó là mình đã có chuyển hóa bằng lòng từ bi, không có gì ích kỷ cho bản thân mình. Và còn cái nữa là phải có trí tuệ. À, đó là 3 cái điều kiện mà mình có thể đi khuyên người khác đi niệm Phật. Bản thân mình đã có niềm vui hạnh phúc bằng sự chuyển hóa, bằng động cơ là từ bi, vì họ chứ không phải vì mình. Từ bi không chưa đủ, mình phải có trí tuệ để quan sát họ và người thân của họ đã đủ điều kiện sẵn sàng tu tập chưa. Đó. Đó là đối với người mình đi khuyên người khác. Mà nha. Còn đối với cái người mà tiếp nhận cái lời khuyên người khác đó thì sao? Khi mình tiếp nhận người khác à, khuyên chị này, do cuộc đời là nhân quả, tại sao chị phải lấy ảnh? Tại sao chị phải sinh đứa con đó? Tại sao chị phải đau khổ hoài hoài, trong khi biết bao nhiêu người họ rất đơn, họ không có gì nhiều giống như cuộc sống vật chất, gia đình, của cải của chị, mà họ đâu có đau khổ, ví dụ như tôi chẳng hạn. Bởi vì họ nói không có sai, nhân quả là rất đúng, nghiệp chướng luân hồi trong đời này là những gì Phật dạy á, không chạy đâu cả. Nhưng mà đó, khi mình nghe cái mình tin liền mà mình không quan sát vội vàng, khi mình nghĩ rằng à, chắc là do những gì mình làm trong hiện tại này, cho nên cái hiện tại đang diễn ra là do những việc mình làm. Điều này không phải sai nha má nha, quý vị nha. Nhưng mà những cái gì mình hưởng ở hiện tại này này, nó có một rất là nhiều phần cái nghiệp quá khứ mình tạo, là nghiệp nhân á. Còn cái gì mình làm trong hiện tại này này là cái nghiệp quả, nó sẽ diễn ra ngày mai, chứ nó chưa diễn ra ngay bây giờ lập tức mà nhanh chóng vậy đâu. Mắt thường mình không thể thấy được nhân quả 3 đời ở trong cái khoảnh khắc này đâu. Cho nên mình nghĩ mình thay đổi,
Cho nên nếu mình nghĩ rằng gia đình mình đang bất an, tâm mình đang khổ đau, con cái vợ chồng học hành, cả cái gia đình này nó không có đang theo ý mình muốn, mình nghĩ do những gì mình làm trong hiện tại không phải sai, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Cho nên đừng có vội vàng lật bật lụi bụi mà bỏ một số thứ, một số việc đang làm và nghĩ nó có kết quả ngay lập tức là không có. Mày cẩn thận, nó sẽ có kết quả trong tương lai. Là giờ nó có kết quả nhanh dữ vậy, một ngày của mình 24 tiếng đồng hồ, mình ngủ 8 tiếng đâu có thời gian nữa, cho nên còn 2/3 thời gian còn lại mình làm gì mà mình nghĩ mình bỏ cái rạc mà nó xảy ra cái rạc như thế, không có đâu. Cho nên mình bỏ là tốt, nhưng mà mình đừng hy vọng, nếu không mình sẽ thất vọng. Mọi hành động gì mà hy vọng là trong hành động nó có cái lòng tham đầu tư vào cái tương lai. Làm cái gì là để cho mình tỉnh thức ở hiện tại bao nhiêu, chứ không phải là để tương lai mình có bao nhiêu cái thứ mà lòng tham hiện tại mình mong muốn. Mình sẽ thất vọng với lòng tham đó và kết quả là tự mình làm mình khổ đau bằng cái mê mình trông chờ một cái gì đó sẽ diễn ra theo ý mình muốn ngày mai. Cho nên kính thưa má, kính thưa quý vị, khi mình tiếp nhận một lời khuyên người khác, nếu điều đó là tu hành, là buông bỏ, là tốt đẹp lắm, nhưng mà mình phải cẩn thận. Hàng ngày mình đau khổ nha, bây giờ một ai đó rủ rê mình thành một phong trào tu tập thì mình coi, mình đừng có nghĩ là mình tỉnh rất là nhanh mà mình vội buông rất là nhanh mà mình không cần quan sát cái người thân thương mình xung quanh họ đau khổ thế nào. Mình buông như vậy là mình buông trong sự ích kỷ. Chẳng như mình đang mua bán thuốc trừ sâu, giết con vật là xấu, đúng rồi, buông là tốt, rất đúng. Nhưng bây giờ mình buông mà bởi vì mình nghĩ là đồng tiền mình bỏ ra cái quán này mình làm, cái nghề này là của mình chứ không, ông chồng không có nhúng tay vô, mà mình buông với toàn quyền của mình mà không cần hỏi trước hỏi sau, thì điều này hơi ích kỷ. Bởi vì cái lý á thì nó không sai, bởi vì mình toàn quyền mình đã dựng lên cơ nghiệp này, bây giờ mình giác ngộ mình buông nó không cần hỏi ai hay hết. Nhưng cái sự, cái tình á thì nó không đúng, bởi vì mình sống với nhau, đi ra vô mình phải thưa một tiếng khi ở chung phòng, khi ở chung nhà nữa, huống hồ gì mà ở với nhau cả đời. Làm cái gì đó mà xưa nay vẫn như vậy mà bây giờ đùng một cái thay đổi mà mình không báo ai một tiếng hết, mình không hỏi thăm ai một tiếng cả. À, làm như vậy như vậy như vậy, với cái hiểu của em như vậy, cái hiểu của anh như vậy, nó nghĩ là nó sẽ tạo ác cho em và cho anh hay cho gia đình, về lâu dài là nó không có cái âm phúc cho cả cái gia đình này của chúng ta, cho đứa con của mình sau này nữa. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Bây giờ làm cái gì đó mà mình không nghĩ đến con của mình là mình không phải trí tuệ và không phải thương thiệt, mà ích kỷ cho bản thân mình thôi. Mình ít nhất phải nói một cái gì đó ra cho nó có lý, có tình, và được sự đồng ý của người thân thương mình thì mình mới buông cái hiện tại việc làm của mình. Nó tốt đó, nhưng mà cái thế gian này không mấy ai mà có thể thấy được cái tốt giống như người khác, giống như mình. Bởi vì mỗi người thấy nó có thể tùy theo cái nghiệp riêng của họ. Cho nên khi mà mình làm một cái gì đó là mình phải thông cảm cho sự chuyển hóa của cả hai. Nếu không mà mình buông ở cái việc đó, chẳng hạn như cái bà này, cái quán bán thuốc trừ sâu này, tôi tới mà sao đóng cửa, bà làm cái gì mà bà đóng cửa rồi, bây giờ nghe nói là bỏ luôn rồi, theo cái gì ta, theo niệm Phật. Đó, tôi biết là họ dèm pha. Ai dèm pha? Lối xóm. Lối xóm dèm pha vô, vợ mày hôm nay nó biết tu hành, nó niệm Phật, nó bỏ thuốc trừ sâu à, chắc mày đi cặp đất mày ăn quá. Ví dụ như người thương mình, họ nghe mình, họ nghe lời dèm pha bên ngoài vô, họ khó chịu không? Họ khó chịu, tội họ lắm. Họ thương mình, họ để cho mình làm, nhưng bên ngoài cứ xỉa vô miết á, mà họ không hiểu lý do vì sao, mà họ cũng không có được cái niềm vui tu tập giống như mình, thì đó là tội nghiệp họ. Tội nghiệp họ đó, đành những người kia họ xỉa vô nữa. Thì giữa thế gian này mình cứ nghe lời người khác nói, khen chê mà mình bỏ trong tâm mình thì tâm mình bất an, mình trở thành một cái chảo lửa trong đầu mình. Muốn tâm mình định thì mình đừng có quan tâm cái thế gian này, miệng lưỡi của họ. Điều đó là đúng, nhưng mà bằng lòng từ bi ấy, mình phải nghĩ tới cho họ khi mà mình tu, đừng có để cho họ hủy bán tam bảo. Nhớ vậy thôi. Thì mình phải khuyên chồng mình trước, và mình phải có một cái sự chuẩn bị lần lần, từ từ, để thực hiện những cái việc mà hàng ngày mình thường làm, bây giờ mình tu mình bỏ. Phải từng bước một. Hàng ngày là mình dành bao nhiêu thời gian đó, bao nhiêu năng lượng đó, bao nhiêu đồng tiền đó,
bao nhiêu sự chăm sóc đó cho gia đình mình là gồm có mẹ cha đẻ của mình, mẹ cha chồng, chồng, con hoặc là vợ hoặc là con, hoặc là bao nhiêu đứa con, hoặc là bao nhiêu người thương trong gia đình. Bây giờ mình chuyển một hướng, mình bỏ một số thời gian, một số đồng tiền, một số của cải, một số sự chăm sóc yêu thương, mình dành cho ông Phật, mình dành cho lý tưởng, mình dành cho sự tu hành, tu nhân tích đức. Mình đi tới một số nơi, mình dành thời gian chăm sóc cho một số người, thì mình phải hết sức cẩn thận. Một cái sự thay đổi đó, nó sẽ tạo ra cái sự đổ vỡ trong lòng. Và cái người mà họ không biết tu á, họ sẽ ngày càng đọa hơn, bởi vì họ hỷ bán tâm bảo, vì họ thấy mình làm cái chuyện mà họ thấy không có giá trị gì hết trơn. Cho nên khi mình tiếp nhận một lời nào đó có người khác vô, thì mình phải có trí tuệ mà nhìn cho nó cả hai, nó thấu đáo. Bởi vì mình đã cam kết với họ là mình sống với họ ngay từ khi mình đeo cái này là cái gì, cái nhẫn. Mình cam kết mình đeo nhẫn với họ, mình sống cả đời. Bây giờ mình muốn là vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ tức là sao? Bây giờ mình muốn ra khỏi cái hành tinh, cái ta bà, cái cõi sanh tử này. Không phải mình tuyên bố như vậy là dễ đâu nha. Xưa nay mình vay nợ, trả nợ, mượn nợ. Bây giờ mình muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Không đơn giản là cái người mà xưa nay vay mượn như mình họ cho mình đi đâu. Thử đi. Chồng mình không cho mình đi dễ dàng đâu. Con mình không cho mình đi. Cha mẹ chưa giác ngộ không cho mình đi. Đó là nhân, là người đang sống hiện tại. Còn phi nhân, còn ân gia trái chủ à. Nhiều đời kiếp mình mượn họ, bây giờ mình muốn quỵt nợ mình đi không hề dễ. Cho nên nó sẽ diễn ra rất là nhiều những cái chướng ngại. Thì buộc mình phải sám hối rất nhiều. Và dụng công rất nhiều, tham sân si của mình phải bỏ rất nhiều, phải nhẫn nhịn rất nhiều, phải kiên trì rất nhiều. Để cái công đức đó mình hồi hướng cho chồng mình, nếu như mà họ chưa cho mình đi là do nghiệp mình nó nặng, chứ không phải do họ ác độc và chưa thấu hiểu. Khi mà bắt đầu tu mà mình thấy chướng nghiệp do cái bệnh nó nổi lên, bệnh thân nó nổi lên, rồi ai đó bên ngoài không cho mình tu, tiếng ồn, rồi họ dèm pha nói đông nói tay miết, là lúc đó mình biết có hai điều rất là tốt. Một là mình biết được đây là cái cơ hội để mình lấy cái ân, mình trả cái oán thì oan gia tới chủ tới đòi. Thứ hai nữa là đây là cái cơ hội để họ rủa, họ chửi mình, để cái nghiệp mình nó bớt đi. Bởi mình nhẫn nhục, mình chịu đựng á, thì dĩ nhiên cái nghiệp mình nó giống như nước rửa sạch rất là nhanh. Cái người mà họ rủa, họ chửi mình nha, họ làm cho nghiệp của mình tan rất là nhanh. Cho nên phải nhẫn nhịn. Khi mình bắt đầu tu tập, mình nghe người ta rủa, người ta chửi, người ta dèm, người ta ngó, người ta trề môi nè, là mình phải cực kỳ hoan hỷ và nguyện cho họ tha thứ cho mình, nguyện cho họ đừng có tạo nghiệp ác cho tam bảo, và cảm ơn họ đã làm cho mình chuyển hóa nghiệp. Không cẩn thận thì cái tâm mình nghiệp nó sinh nghiệp chồng chất thêm. Cẩn thận đó. Rồi đặc biệt cái ý này nè, là khi mình ở gia đình mà nó ràng buộc quá, mình dành một mớ thời gian cho chồng cho con, nhất là phụ nữ. Hoặc là đàn ông cũng mệt mỏi quá với vợ mình. Đàn ông mà họ không có vợ là một vòm trời tự do. Mà khi có vợ rồi, một tự do ở trong một vòm trời anh trở thành nhỏ giống như cái tù. Cho nên khi mà họ được thoát ra khỏi cái tù đó, họ giống như là giải thoát. Thì cái này nó dễ, rất là dễ lẫn lộn và đánh đồng giữa cái chuyện mà nhận được cái lá bài của Đức Phật cho mình một cái gọi là giải thoát tự do tu hành. Điều này là thánh thiện tốt đẹp và ai cũng khen. Thế mình cho mình cái quyền để mà mình bỏ chạy trốn đi cái trách nhiệm hàng ngày của mình đã cam kết. Mình tới đó mình không tu gì bao nhiêu hết. Mình xung xe vô, mình nấu, mình nướng, mình niệm Phật, mình tụng kinh. Điều đó nó có vẻ tốt. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy an lạc tự do cái chỗ đó, và thôi rồi, nó không có sự chuyển hóa gì, nó không có ứng dụng gì khi mình về mình sống với người thân thương mình bỏ cái tôi bản ngã, cái tham sân si mình hết á, thì đó là không phải. Mình đi thay vì nghỉ dưỡng mình tốn tiền, thì bây giờ mình đi nghỉ dưỡng một cách miễn phí. Nghỉ dưỡng là sao? Cái tâm mình nó không có suy nghĩ nhiều, nó chạy trốn một khoảng thời gian, một ngày hay một buổi gì đó, nó cảm thấy ở với một số người mới chứ không phải người cũ, cho nên cái tâm mình không có suy nghĩ, không có phải làm nô lệ cho họ nữa, cảm thấy thoải mái. Và mình rất là vui vì điều đó. Nhưng cái đó là sự giải trí tạm thời. Cái đó là solace chứ không phải là solution. Một sự an ủi chứ không phải là một sự chuyển hóa. An ủi tức là quá khứ nó vẫn còn đó, nó tạm thời ngủ yên, giống như là thay vì mình đi uống rượu mình quên, mình đi coi phim mình quên, mình nhiều khi tối muốn bỏ đi thật xa là mình quên. Thì bây giờ mình đi tụng kinh niệm Phật, đi cộng tu với một số người, làm một số điều việc thiện, cái mình cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng,
Rồi cái mình chạy về nhà lại cái căng thẳng quá, cái mình chạy vô khóa tu, mình chạy vô chỗ niệm Phật, mình chạy vô cộng tu, là cứ như vậy chạy qua chạy lại. Chứ thực ra thì mình không có tìm cái solution ở trong con người mình, là do tham sân si mà mình phải dụng công chuyển hóa thì nó mới bắt đầu thay đổi. À, vậy thì mình phải cẩn thận. À, ở đạo, ở đời vui đạo phải tùy duyên. À, tức là ở đời chứ không phải là mình ở đâu hết. Bây giờ con xuất gia này má, con cũng phải ở đời thôi. Bây giờ cái thân của con là đời rồi, hãy làm thân người là có cái đời. Cái đời ở đây là do nghiệp kiếp trước mà nó dẫn, mà mình đâu có chọn lựa là người thương hay người thân, là ai là người mình chui vô đâu. Cái nghiệp nó đẩy mình đi, có là đời. Nhưng mà ở đời có thể vui đạo không? Có thể. Đạo tức là cái gì? Cái sự giác ngộ đó, cái chân lý cuộc đời. Có thể không? Có. Nhưng mà làm sao vui? Tùy duyên. Tùy sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Nghe nó dễ quá vậy? Không hề dễ. Đói mình đâu có ăn liền, bởi vì mình ăn với hai cách. Một là ăn cho ngon mình chịu, hai là ăn cho người khác thấy mình giàu mới chịu. Ăn mình cái tôi bản ngã, mình đâu có ăn liền đâu. Nếu ăn liền thì mình ăn cho nó đói, hết đói rồi xong. Nhưng mình ăn hết đói rồi xong thì ăn giống như con bò cũng không đúng nha. Bây giờ con bò nó cũng ăn cho nó đói xong, chứ đâu có ăn có bản ngã mà ăn cho ngon đâu. Mình ăn trong tỉnh giác, và mình ăn xong mình lấy cái thân này để nó nuôi sống cái mạng mạch tâm linh tỉnh thức của mình. Mệt ngủ liền, mệt ngủ liền không? Đâu có đâu. Mệt nằm xuống cái tự động cái nó không muốn ngủ nữa. Bình thường thì rất buồn ngủ, còn bây giờ nằm xuống cái nó không ngủ nữa, là bởi vì mình suy nghĩ hoài câu nói người ta mới nói đâu, tuần trước hay ngày trước hay là mấy hôm qua. Đấy, không ngủ liền được. À, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, nổi cái bấy nhiêu thôi mà mình làm được. Tức là mình không có đòi hỏi quá mức, và mình đang lấy cái thân này nuôi lớn cái tỉnh thức ở trong lòng mình bằng cách niệm A Di Đà Phật, để mình lấy một cái câu A Di Đà Phật mình bạc hết cái nghiệp cũ của mình, hoặc là mình tính chánh niệm tỉnh giác trong phút giây hiện tại này. Thì đó là những pháp môn tu mà đường nào mình cũng phải vô cái nhất tâm bất loạn, nếu như đó là niệm Phật, hoặc là mình vô ít nhất là cái Upacara Samadhi, tức là cái cận hành định để mình bắt đầu quán Vipassana. Nó có một đường đó thôi, là mình phải buộc phải quay về đây chuyển hóa. Bây giờ con nghĩ, bây giờ cái điện thoại đó của quý vị ha, à, bây giờ má có cái điện thoại đi, thì khi cái điện thoại nó bị hư, thì nếu như mà cạnh nhà của má, cạnh nhà của mình mà có một cái công ty sản xuất điện thoại mà nó cho mình cái bảo hiểm luôn, mà khi bất kỳ hư cái gì nặng á ở trong phần mềm của nó thì tới đó nó bảo hiểm mà miễn phí cho, thì má sẽ chọn là tới cái công ty đó để nó bảo hiểm nó sửa chữa cho mình, hay là má chạy ra ngoài những cái quán điện thoại nhỏ nhỏ đi nó sửa. Chọn cái nào? Tới công ty bảo hiểm để sửa, đúng không? Bởi vì sao? Cái gì mà hư ở bên trong đó, cái gì mà hư từ cái chỗ mà nó ở bên trong nó tạo tác, thì phải đến chính cái chỗ mà nó tạo tác ra để sửa. Bây giờ trong tâm mình là đau khổ bên trong, mà mình hướng ra bên ngoài để mình thay đổi một số việc, một số thứ, mà mình mong là cái đau khổ này nó hết. Không bao giờ có chuyện đó. Đau khổ là bên trong, mà tìm cái giải pháp bên ngoài là nó hơi rất là nghịch lý. Cho nên mình đi tới một số nơi, mình làm một số việc, mình thay đổi một số thứ ở bên ngoài, đó là tìm cái sự an ủi cho bên trong lòng mình. Thay vì mình hát hò, mình uống rượu, mình đi chơi, mình sinh hoạt, mình làm cái gì đó thì nó có vẻ không có tu hành, thì bây giờ mình cộng tu, mình đi tới một số nơi, mình làm một số việc mà mình không có chú tâm quan sát, mình không có cẩn thận và miên mật niệm Phật hoặc là thiền định á, thì nó không có chuyển hóa, nó chỉ là một sự an ủi solace. Thì bây giờ mình dụng công tu hành đích thực thì mới đó là solution, chuyển hóa bên trong. Chuyển hóa là thế nào? Hoàn toàn không có gì cũ hết. Cho nên một tờ giấy nhau 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 lại, từ cái tờ giấy láng thành một tờ giấy nhầu, thì đó là một sự thay đổi giống như chuyển hóa hết. Nhưng mà mình đốt cái tờ giấy đó trở thành tro hết, thì đó là sự chuyển hóa từ cái này sang cái kia đó. Thì dĩ nhiên mình tiếp nhận cái lời dạy của người khác thì rất tốt, nhưng mà mình tiếp nhận như là cái cách để nó giúp cho mình chuyển hóa, chứ không phải nó giúp cho mình tìm sự an ủi. Bởi vì mà người ta tới, người ta rủ mình đi, mình cẩn thận cho mình đi bằng sự an ủi vậy. Ơ, tôi mệt ở nhà này quá rồi, kiếm cái chỗ nào đi. À, anh dẫn tôi đi đi, bây giờ đi về làm gì anh chỉ cho tôi với. Tuyệt, thật là tuyệt vời, đi cái nó thoải mái. Cái tới một số người cái họ kính mình, ô đúng rồi chị buồn nhanh quá, chị tỉnh thức nhanh quá, người ta khen mình cảm thấy thích. Ở nhà bị la bị rầy hoài, bây giờ được người ta khen không thích sao? Rồi cái ô tự động có thấy thả ăn cá, cái nó lòng mình nó vui, có thấy thoải mái, làm một việc thiện cái lòng mình nó nhẹ nhàng, không có cảm thấy khó chịu nữa. Mấy cái này á rất tuyệt vời cho cái việc tu hành, nhưng nó là bổ trợ chứ không phải là chính thức. Nó không phải là cái vấn đề chính để mình chuyển hóa trong tâm. Vấn đề chính chuyển hóa trong tâm là phải thực sự ngồi xuống niệm Phật cho miên mật nhất tâm bất loạn,
hoặc là phải thiền định cho sâu sắc để chuyển hóa cái tham sân si vốn sẵn có, mà nghiệp lực của chính mình nhiều kiếp và như kiếp này nó gộp lại và nó đẩy mình đi. Thì phải phân biệt được hai thứ đó. Thì mình cảm ơn cái người mà rủ mình đi, mình cảm ơn cái môi trường, cái cộng tu, cái chỗ mà họ giúp mình niệm Phật. Mình phải có những con người đó để ngồi xuống cho mình giải đãi. Nhưng mà tất cả những cái sự thay đổi bên ngoài kia sẽ không có tác dụng đích thực cho đến khi mình dụng công tu hành cho bản thân riêng của mình. Bởi vì tu hành không phải là vấn đề nắm tay nhau, tay trong tay đi xuống đường hô hào thành phong trào để mà tu tập được. Bởi vì nó vấn đề rất là riêng tư cá nhân và rất là biệt lập của mỗi con người. Vì sự giác ngộ là riêng tư chứ không phải là sự giác ngộ. Sự giác ngộ không phải là riêng tư theo nghĩa là trí tuệ là riêng tư, mà sự giác ngộ đó là con đường rất là riêng tư của mỗi người, chứ không phải con đường mà cùng với nhau đi được. Cho nên cùng với nhau đi là để giúp mỗi người trở về với họ nhiều hơn, với chính ta nhiều hơn. Đấy. Cho nên khi mà tiếp nhận cái lời khuyến khích tu tập, đặc biệt là niệm Phật, thì chúng ta tiếp nhận như là một phương tiện, như là một cơ hội, là một môi trường để cho mình quay trở về với mình nhiều hơn. Và mình coi người thân thương của mình đã chấp nhận được bao nhiêu phần trăm, hoan hỷ được bao nhiêu. Và mình phải tùy cơ ứng biến và lấy cái giáo lý của Đức Phật hàng ngày ứng dụng sống ngay trong cái thân tâm của mình. Khi mình ở một mình thì mình phải chánh niệm tỉnh giác, niệm Phật nhiều hơn. Khi mình ở với người, mình phải cẩn thận ngôn ngữ, hành động và thái độ sống để mình đừng có tạo cái ác nghiệp với họ, nghi ngờ với họ. Và thứ nữa là đối với người thân thương của mình, họ chưa có tiếp nhận được nhiều, thì mình phải hết sức cẩn thận và từ ái và phải khéo léo phương tiện vô cùng tận. Và nữa là những cái người bà con quyến thuộc hay lối xóm họ hàng xung quanh, họ là những người mà sẽ dèm pha mình đó, là mình phải cẩn thận hơn nữa. Và đặc biệt là chính quyền xung quanh, nó có cho mình bắt loa lên để niệm Phật to không? Có cho mình tụ tập lại để mà phóng sanh bố thí mà mời mọc mà từ thiện này nọ, họ có hoan hỷ không? Nếu họ không hoan hỷ thì mình phải thực sự là khéo léo hơn nữa. Phải thực sự là khéo léo. Mình không muốn tất cả một ai bên ngoài như là chúng sanh họ chưa hiểu Phật Pháp mà họ là phỉ báng, thì đó là do mình chưa có trí tuệ chứ không phải là mình thiếu từ bi. Đó, đây là kính thưa má, kính thưa Phật tử, những lời con chia sẻ. Mong những ai có cơ hội lắng nghe thì chúng ta ứng dụng thực tập tu hành, và mong tất cả được an lành trong chánh pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.